Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Kiến Thức Thủy Sinh. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đi khám phá một cái địa điểm mà không thể bỏ qua đối với những cái anh em mà có niềm đam mê về cá cảnh nói chung và cá vàng nói riêng tại Sài Gòn. Quán cà phê này có tên là Rancho. Quán nằm tại địa chỉ số 752-28 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi bước vào bên trong, bạn sẽ thấy ngay hai bể cá vàng lớn được gia chủ thiết kế và đặt sát nhau. Thực khách có thể vừa ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng, vừa thưởng thức những cái món đồ uống thơm ngon tại quán. Trong bể thì như các bạn thấy có rất nhiều loại cá vàng, mà như anh chủ quán có chia sẻ là những chú cá của mình đã từng được xuất hiện tại những sự kiện triển lãm cá vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy trong bể có một số những cái loại cá vàng rất là quen thuộc như là Rancho, Lion Chu, Shark Chu hay là Yuen Bao. Còn bể bên đây là bể cá vàng Oranda. Ngoài ra còn có cả Ryukin nữa. Hôm nay trời nóng nên mình quyết định thử món dâu tây đá xay. Vì tìm được một cái không gian thoáng mát mà thưởng thức đồ uống lại còn được ngắm nhìn những chú cá vàng bơi lội tung tăng thì còn gì tuyệt vời bằng. Nếu cuối tuần các bạn chưa biết đi đâu làm gì thì mình nghĩ đây là một cái địa điểm cực kỳ lý tưởng đối với những cái anh em mà có niềm đam mê về cá vàng. Nếu mà bạn nào chưa có tập san về cá vàng thì có thể hỏi phục vụ quán nha, vì những cái tập san này sẽ được phát hoàn toàn miễn phí. Thì đây cũng là cái video đầu tiên của mình trong chuỗi chuyên mục video khám phá những cái địa điểm cà phê về cá cảnh nói riêng và thủy sinh nói chung tại Sài Gòn. Hy vọng các bạn sẽ like, share và subscribe để có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất về kênh Kiến Thức Thủy Sinh.